Thưa quý vị và các bạn, nhiều công ty chứng khoán ngân hàng lớn như là công ty chứng khoán Agribank, công ty chứng khoán An Đình, Vietinbank, SHB tham gia vào các đợt phát hành trái phiếu vừa bị xử lý của 3 công ty thành viên thuộc Tân Hoàng Minh. Trong 3 đơn vị thành viên của Tân Hoàng Minh được cơ quan quản lý nhắc tên, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil lần lượt chào bán trái phiếu riêng lẻ chia làm 3 đợt vào các tháng 7, 8, 11 năm 2021. Trong tháng 7 năm 2021, Soleil huy động 800 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất danh nghĩa là 11,75% một năm, kỳ hạn 2 năm. Đơn vị tư vấn đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu đại diện người sở hữu trái phiếu là công ty chứng khoán An Bình. Ngân hàng quản lý tài sản, bảo đảm và tổ chức quản lý tài khoản là SHB. Trong đợt phát hành trái phiếu khối lượng 450 tỷ đồng, lãi suất 11,5% một năm vào tháng 8 năm 2021, cũng với kỳ hạn 2 năm, tổ chức tư vấn hồ sơ, đại lý đăng ký, đại diện người sở hữu trái phiếu của Soleil là công ty chứng khoán Agribank, đại lý quản lý tài sản bảo đảm là Vietinbank. Với đợt huy động 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11,5% một năm vào tháng 11 năm 2021 của công ty con Tân Hoàng Minh, Agriseco và Vietinbank cũng đóng vai trò tương tự. Cũng trong tháng 11 năm 2021, công ty cổ phần cung điện mùa đông thuộc Tân Hoàng Minh huy động 450 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 11,5% một năm. Tổ chức tư vấn hồ sơ, đại lý đăng ký, lưu ký và đại diện người sở hữu trái phiếu trong đợt phát hành này là công ty chứng khoán KIT Việt Nam. Đơn vị quản lý tài khoản là Vietinbank. Doanh nghiệp cuối cùng được nhắc tên trong nhóm doanh nghiệp huy động trái phiếu của Tân Hoàng Minh là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt. Vào tháng 7 năm 2021, Ngôi Sao Việt huy động 800 tỷ đồng qua kênh trái phiếu với kỳ hạn 4 năm. Trong đợt phát hành này, thì tổ chức tư vấn hồ sơ, đại lý phát hành, đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng trái phiếu là công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt. Còn ngân hàng đại lý thanh toán, quản lý tài sản bảo đảm là SHB. Đến tháng 9 năm 2021, Ngôi Sao Việt tiếp tục hút thêm 1.900 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định là 11,5% một năm. Hai đối tác đóng vai trò tư vấn hồ sơ, đại lý phát hành, lưu ký trái phiếu và ngân hàng quản lý tài khoản, tài sản, bảo đảm trong đợt phát hành này là Agriseco và Vietinbank. Sáng 5 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa có thông báo gửi đến khách hàng liên quan đến việc Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa công bố hủy bỏ 9 đợt phát hành trái phiếu của nhóm các công ty thuộc tập đoàn. Nội dung thông báo trên, Tân Hoàng Minh cam kết các thông tin trái phiếu đã tư vấn cho khách hàng đúng với thông tin mà doanh nghiệp phát hành trái phiếu, công ty định giá tài sản đảm bảo, ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo cung cấp. Trong các trường hợp phát hành này thì phải hủy bỏ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, tập đoàn này cho biết sẽ làm việc với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cơ quan quản lý nhà nước để hoàn trả lại số tiền đã huy động cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật. Về dự kiến tiến trình xử lý hoàn trả tiền đến khách hàng, Tân Hoàng Minh cho biết sẽ thực hiện theo các đối tượng cụ thể. Đối với các hợp đồng đến hạn thì trong trường hợp khách hàng không có nhu cầu tiếp tục đầu tư thì số tiền đầu tư của khách hàng sẽ được hoàn trả trong thời gian sớm nhất. Đối với các hợp đồng chưa đến hạn thanh toán thì tập đoàn này sẽ cho hay là phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước làm việc với doanh nghiệp phát hành, ngân hàng quản lý tài sản để xử lý và hoàn trả lại khách hàng theo đúng quy định.